Rất vui được gặp lại mọi người tại kênh của Mr. Zero Bóng Đá Vui Nhộn. 20 tình huống hy hữu xảy ra trong bóng đá. Tại giải bóng đá Brazil, một nhân viên y tế trong khi chờ làm nhiệm vụ đã bất ngờ lao vào sân, cản phá bóng ngay trước vạch phối khung thành đội nhà. Tuy nhiên, ngay sau tình huống này, anh đã phải chạy băng sông băng chết để tránh khỏi sự rượt đuổi của các cầu thủ đối phương. Cùng điểm lại 20 tình huống hy hữu xảy ra trong bóng đá nhé. Nếu thấy video hay, đừng quên cho chúng tôi một like, share và subscribe cho channel của Mr. Zero để không bỏ lỡ những video mới nhất về bóng đá. Bóng đá luôn đem lại nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn khác nhau và vô vàn tình huống độc lạ khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Đó cũng chính là lý do vì sao túc cầu lại trở thành môn thể thao được yêu thích nhất hành tinh. Từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, ai ai cũng có thể bị lôi cuốn bởi những khoảnh khắc có 102 cũng như những câu chuyện, những tình huống nếu như không xảy ra trên sân cỏ thì chắc chắn sẽ không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Và ngay bây giờ sẽ là 20 tình huống hy hữu như thế. Cùng chiêm ngưỡng ngay thôi nào. Khi công việc chăm sóc cho các cầu thủ nhàn rỗi thì các bác sĩ thể thao sẽ làm gì? À, thì ra họ sẽ vào sân và thay thủ môn làm nhiệm vụ cản phá bóng như thế này đây. Pha quay chậm cho thấy anh chàng bác sĩ này rất quyết tâm bảo vệ khung thành của đội nhà. Hài hước ở chỗ, ngay sau đó, anh bác sĩ kim thủ môn này còn bị cầu thủ đội bạn đuổi bắt để tính sổ, nhưng rất may anh ta đã nhanh chân chạy thoát. Trong trận đấu giữa Sevilla và Zaragoza hồi năm 2007, các khán giả đã được chứng kiến màn đấm bốc trên sân cỏ giữa Luis Fabiano và Carlos Diogo. Ở tình huống này, Fabiano đã mất bình tĩnh với pha vào bóng của hậu vệ người Uruguay, còn Diogo cũng không phải tay vừa. Và kết quả là hai người đã lao vào nhau và thể hiện màn đánh đấm trước khi rời sân vì nhận thẻ đỏ của trọng tài. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sau khi xem lại băng ghi hình tình huống thượng cẳng chân hạ cẳng tay này đã quyết định cấm 5 trận thi đấu với Fabiano và Diogo, dù hai bên đã lên tiếng xin lỗi trước khi trận đấu kết thúc. Cuộc chạm trán vào năm 2001 giữa MU và Man City, người hâm mộ đã chứng kiến một khoảnh khắc bạo lực kinh hoàng, đó là khi Roy Keane đạp thẳng gầm giày vào đầu gối Erling Haaland phút 86 trong một tình huống hoàn toàn bình thường ở gần đường biên. Haaland cha phá bóng lên thì Keane lao tới, dùng hết sức bình sinh để tung ra cú đạp khiến hậu vệ người Na Uy bắn thẳng lên không trung trước khi nằm úp mặt xuống đất, gần như ngất đi vì đau đớn. Sau này, cựu đội trưởng của MU tiết lộ rằng mối thù của anh với Erling Haaland đã hình thành từ năm 1997 khi hậu vệ này còn chơi cho Leeds United, và trong một trận đấu giữa Leeds United với Quỷ Đỏ, Roy Keane đã bị đứt dây chằng chữ thập trong một tình huống cố ngăn chặn Erling Haaland. Nhưng theo góc độ của Erling, rõ ràng chẳng làm gì sai để Keane vật ra sân như một khúc gỗ rồi ôm gối đau đớn như thế. Vì vậy, hậu vệ người Na Uy cho rằng Keane ăn vạ, anh đã tiến lại hét vào mặt tiền vệ mang áo số 16 của Manchester United rằng đừng vờ vĩnh nữa. Keane ghim câu nói đó trong đầu, nung nấu ý định trả thù suốt 3 năm và kết quả là những gì các bạn đang thấy.
tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Leeds United và Derby County năm 2014. Trong một pha đi bóng, Aurier bị tiền đạo Johnny Russell bên phía Derby phạm lỗi không mấy nguy hiểm. Cầu thủ Leeds United sau đó cố tình thực hiện màn lăn lộn giãy giụa hài hước trên sân để câu thẻ đỏ. Pha đóng kịch lố bịch của Aurier không qua mắt được trọng tài Mitch Russell. Trọng tài chỉ tặng Johnny Russell một thẻ vàng và cầu thủ này vẫn có thể ở lại sân thi đấu. Khán giả trên sân khi ấy thì được một trận cười sảng khoái. Đây có lẽ là cái kết cho việc thích làm diễn viên nhưng ba mẹ lại bắt đi đá bóng. Sự cố diễn ra ở phút 68 trận đấu giữa Liverpool và Chelsea khi Suarez bị kèm chặt trong tình huống tấn công của đội nhà. Bất chấp lúc này, anh đang đứng ở ngay vạch phát bóng và Gerrard cũng đã lao vào bên phải. Tuy nhiên, với tiền đạo người Uruguay, anh không quan tâm tới điều đó vì còn bận cắn vào bắp tay của Ivanovic. Hàng ngàn người theo dõi trận đấu trên sân Anfield và hàng triệu người xem qua truyền hình trên truyền hình lúc ấy chắc chắn đều cảm thấy sốc về cách hành xử có phần hoang dại của Suarez. Tất nhiên, ai cũng hiểu có thể tiền đạo của Liverpool khi ấy ức chế trước việc bị đeo bám quá sát và điều đó khiến anh nổi nóng. Nhưng dù sao, việc Suarez hành xử như vậy trên sân cỏ cũng là điều khó chấp nhận với hình ảnh của một cầu thủ lớn. Ngày 25 tháng 1 năm 1995, Cantona chuẩn bị rời sân sau chiếc thẻ đỏ có phần khắc nghiệt từ trọng tài Alan Wilkie vì lỗi phản ứng liên tục bị trung vệ Richard Shaw chơi xấu. Ức chế của tiền đạo này đang lên đến đỉnh điểm khi gã cổ động viên Matthew Simons chạy từ hàng ghế thứ 11 xuống sát đường Miss và hét to: "Cút về Pháp đi!" Ngay lập tức, Cantona song phi vào thẳng ngực Simons kèm theo nhiều cú đấm liên hoàn khiến những người đứng xung quanh đó đều hoảng hốt. Tất cả sự việc diễn ra trong vỏn vẹn 10 giây. Tình huống hài hước này diễn ra trong trận đấu giữa Chile và Ecuador thuộc giải vô địch U20 Nam Mỹ. Trong một tình huống tranh chấp bóng ở gần đường biên dọc, hậu vệ Brian Carrasco bên phía Chile đã quyết định cầm lấy tay của Montano rồi tự tát vào mặt mình trước khi ngã vật ra sân như bị trúng đạn. Tuy nhiên, hành động ăn vạ lộ liễu này lại qua mắt được trọng tài. Chile được hưởng một quả đá phạt, còn Montano thì mặt mày ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì. Đỉnh cao ăn vạ là đây chứ đâu. Một trận đấu tại Copa Libertadores, anh chàng hậu vệ Dario Rodriguez của Peñarol đã tiện tay bóp mạnh vào cổ quý của Hernan Barcos bên phía Liga de Quito khi cả hai nằm vật trên sân sau một pha va chạm. Rất may, trọng tài đã phát hiện ra và lập tức một tấm thẻ vàng được rút ra, nhưng xem chừng phạt như thế vẫn còn quá nương tay.
Vừa rồi là 20 tình huống hy hữu xảy ra trong bóng đá. Nhớ chia sẻ suy nghĩ của mình về những khoảnh khắc có 102 ấy bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.